Hello, xin chào cả nhà. Tên là đầy đủ là Phùng Duy Hòa. Hôm nay mình sẽ quay lại và làm một cái video để cho các bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm. Video này thì sẽ nói về một cái sản phẩm, mà một sản phẩm này khá đặc biệt dành cho các anh các chị mà thường xuyên đi ngoài nắng nhiều. Khi mà chúng ta đang có những cái mùa dịch như Covid hiện nay, chúng ta hầu như mọi người đang ở nhà và tự cách ly để lo cho bản thân mình và cũng như người thân xung quanh, cũng như là cộng đồng. Thì tôi ở đây cũng như thế, tôi cũng đang ở nhà và tự cách ly và bảo vệ chính mình trong cái mùa dịch như thế này. Video hôm nay tôi sẽ nói về một cái kính cận đổi màu. Tuy nhiên là cái kính đổi màu bậc nhất hiện nay của Pháp nó sẽ khác hoàn toàn những kính đổi màu thông thường mà chúng ta đang thấy hoặc chúng ta đang dùng. Hiện nay tôi đang đứng ở trong cái shop và trong nhà như thế này, trời ngoài kia nó nắng và trong nhà nó mát như thế này. Chúng ta sẽ thấy rằng cái kính đổi màu thì nó sẽ không đổi màu hoàn toàn ở tất cả mọi nơi, mọi lúc. Thì tôi đang cầm một cái kính thì tôi lấy ra như thế này để các bạn xem và hiểu rõ hơn. Có rất nhiều anh chị và các bạn chưa hiểu là đổi màu như thế nào, đeo kính đổi màu có ảnh hưởng đến mắt hay không. Thì tôi cũng báo cho các bạn rằng đổi màu là ở trong nhà nó sẽ trắng và ra ngoài nó có nắng, có tia UV thì tự động cái mắt kính của bạn nó sẽ sậm màu lại và nó làm cho đôi mắt chúng ta dịu, dễ chịu và đồng thời nó đỡ bị chói mắt. Như cái kính như thế này thì các bạn nhìn qua thôi đó, đã thấy được cái kính đổi màu nó ở trong nhà nó trắng như thế này, đổi màu nó trắng hẳn như thế này, là đây là một trong những cấp độ đổi màu cao cấp mà cấp độ 7 của Pháp, sản phẩm đổi màu cấp độ 7 của Pháp mới có độ trắng ở trong nhà nó như thế này. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy kính đổi màu ở trong nhà và cái kính này tôi sẽ đeo để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đây ở trong nhà nó sẽ trắng như thế này, các bạn nhìn kỹ nhá, ở trong nhà nó rất là trắng như thế này, nó không có cái trường hợp là nó ngà ngà đen đen đâu. Các bạn hay nói là đổi màu, nó chưa có đổi màu thực sự ở trong nhà nên nó vẫn bị đen. Đó là một cái sai lầm hoàn toàn khi chúng ta dùng một cái sản phẩm thông thường. Còn những sản phẩm cao cấp của Pháp như thế này thì không có chuyện ở trong nhà nó đen mà nó trắng hoàn toàn như thế này, để nó bảo vệ đôi mắt của chúng ta và nó sang trọng với lịch sự, người khác đối diện nhìn chưa biết chúng ta đang đeo kính đổi màu. Tuy nhiên là bây giờ tôi sẽ di chuyển ra ngoài nắng, tôi sẽ di chuyển ra ngoài nắng để các bạn nhìn thấy cái độ lên màu của nó như thế nào. Tôi sẽ để cái này ở đây để các bạn nhìn thấy nó rõ hơn. Đó, tôi sẽ để cái kính này giữa nắng. Trước là con đường, các bạn nhìn thấy nó đen như thế này, qua bên đây cũng là một con đường. Đó, đây là cái độ lên màu của chiếc kính, rất là dễ chịu. Cái trường hợp này là sản phẩm của Pháp là rất là dễ chịu. Tôi sẽ đeo cái kính này lên để các bạn thấy rằng cái độ tối, độ lên màu của chiếc kính này nó như thế nào. Tôi di chuyển vào bên trong như thế này, các bạn thấy rồi đúng không? Các anh chị nhìn thấy rõ ràng cái điều này nó sẽ xảy ra khi kính này nó sẽ đổi màu ở ngoài nắng và rồi trong nhà nó sẽ trắng. Khi mới ra đổi màu nó như thế này, các bạn nhìn kỹ nha, các bạn nhìn kỹ, khi mới ra ngoài nắng màu nó sẽ như thế này. Một lát nữa thì các bạn thấy nó sẽ trắng lên, nó trắng lên và trong giống như lúc ban đầu. Đây được gọi là kính đổi màu, nhưng một cái sản phẩm này nó không phải là đổi màu thông thường. Sản phẩm này đổi màu của Pháp với cấp độ 7, nó hai cấp độ, cấp độ 5 và cấp độ 7. Cấp độ này cấp độ cao nhất hiện nay là cấp độ 7, không phải ai cũng sử dụng cái sản phẩm như thế này. Nên các bạn hiểu rõ rằng cái điều này, tôi sẽ làm một cái sản phẩm thực tế để các bạn nhìn thấy tại sao bạn nên dùng kính đổi màu cấp độ 7 mà không phải là cấp độ 5, không phải là một sản phẩm khác. Đây là tôi nói về một sản phẩm Essilor, một trong những sản phẩm của Pháp nổi bật nhất hiện nay. Và các bạn sẽ nhìn thấy rằng nó nhả ra từ từ như thế này, và một lát nữa thôi thì các bạn sẽ thấy nó trắng trở lại bình thường giống như ban đầu. Bây giờ nó chuẩn bị trắng gần hết rồi. Này, tôi dùng cái sản phẩm sát như này để mình nhìn rõ hơn. Rồi, tất cả những cái thông tin của các bạn sẽ được chúng tôi tổng hợp lại và làm một video mới. Nếu các bạn thấy cái video này hay và nó hữu ích và nó có giá trị với bạn và với người thân thì hãy like và share video này cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn vào subscribe và nhấn vào cái chuông. Nhấn vào subscribe để nhận những video mới và nhấn vào cái chuông thì mỗi khi chúng tôi có video mới nhất và sản phẩm mới nhất thì gửi đến các bạn nhận được ngay khi mà chúng tôi sẽ đăng lên cái trang thông tin ở trên YouTube. Và cảm ơn các bạn đã coi video. Hẹn gặp lại trong những video sau. Xin chào.